Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, hôm nay thì bên em giới thiệu đến quý vị và các bác một cái dòng loa. Một cái dòng loa mà trước đây đã một cái thời oanh liệt. Mà cái thời trước là những dòng loa này, những model này, nó đã từng làm mưa làm gió ở trên thị trường âm thanh. Đó chính là loa JBL LS115. Vâng, đây là phiên bản cũ các anh nhé. Đây là phiên bản cũ và bên em cũng rất là vất vả. Đấy, cũng rất là vất vả mới nhập được lô này về. Đấy. Lô này thì nhà máy thì được đặt tại Trung Quốc. Nhà máy được đặt tại Trung Quốc và sản xuất những cái lô này, sản xuất những cái model LS115 này dành riêng cho Đông Nam Á. Vâng, và nó được trang bị một bát 40. Được trang bị một bát 40 và được gân vải tầm dầu. Đó, gân vải tầm dầu nhé. Và đây là một chung, một chung 16. Một chung 16, một chép giấy thường. Một chép giấy thường và một chép mảnh nữa. Tiếng rất là ok các bác nhá. Tiếng rất là ok. Vâng, và như các bác có thể nhìn thấy là phía mặt trước của nó, phía mặt trước của nó được thiết kế bố trí màu đen. Ở hai bên hông và ở phía trước của nó là màu gỗ. Đấy, màu gỗ ngày xưa. Nhìn cực kỳ là chất luôn. Đấy, nhìn cực kỳ là chất luôn nhé. Đây là chúng ta đang nhìn loa ở phía sát xa. Đấy, đây là chúng ta đang nhìn loa ở phía sát xa. Một bên là em đã tháo e-căng. Bên này là em đã tháo e-căng này. Bên này là em chưa tháo e-căng. Đấy. Và bây giờ em sẽ đo cái kích thước của nó vì rất là nhiều bác đang cần đến cái thông số. Đang cần đến cái thông số này của nó, 45 cm các bác nhé. Chiều ngang của nó là 45 cm, còn là chiều sâu của nó là bao nhiêu? Chiều sâu của nó là 32 nhá các bác nhá. Chiều sâu là 32. Còn chiều cao của nó, đây bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái chiều cao của nó. Đây, chiều cao của nó là 74 nha các bác nhá. Chiều cao là 74. Cả chân thì nó rơi vào 75. Đấy. Một cái bản mà nó gọi là nó cực kỳ là hay và cũng là một thời là làm vua làm chúa đấy. Đấy, một thời oanh tạc ở trên thị trường âm thanh. Đấy, một đôi loa rất là đẹp. Vâng, bây giờ em sẽ kẹp điện thoại lên nhé. Bây giờ em sẽ kẹp điện thoại lên và em sẽ test nhạc. Em sẽ test thử nhạc cho các bác cùng nghe, cùng cảm nhận cái chất âm của cái đôi loa JBL LS115 phiên bản cũ này. Đây nha, bây giờ em sẽ mở lên này. Đấy. Em đang đồng hành qua một Bluetooth nha. Nơi miền quê
Dạ vâng, đối với những cái đôi loa này đó là chúng ta nghe nhạc bolero hoặc là chúng ta nghe những cái bản nhạc rumba hoặc là chúng ta nghe những cái bản nhạc gọi là bản nhạc sàn, bản nhạc remix các thứ cũng ok nhé. Như bây giờ em sẽ thử test một cái bản nhạc mà nó mạnh một chút, mạnh một chút để cho các bác cùng nghe và cùng cảm nhận cái bộ đôi bạn 40 này. Dạ vâng, và đây là những cái bản nhạc rất là ngắn để cho các bác cùng thưởng thức và cùng cảm nhận cái đôi loa này thôi. Thì ở những video sau thì em sẽ làm những cái video giới thiệu và em sẽ tên nhạc kỹ hơn cho các bác. Bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái video và những cái thông báo mới nhất từ đền Cốc Cốc Audio của em các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.